phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục đào tạo, góp phần định hướng cho học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên một bậc học phù hợp với năng lực, nguyện vọng, hoặc lựa chọn nghề phù hợp với năng lực, hoàn cảnh, làm thay đổi căn bản về nhận thức trong các nhà trường, các bậc phụ huynh và học sinh về vấn đề lao động, việc làm, khắc phục tình trạng học sinh qua đào tạo nhưng không xin được việc làm hiện nay. Bằng những biện pháp quyết liệt, huyện Bình Xuyên đã đạt được kết quả tích cực trong công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Mới bước vào đầu học kỳ 1 của năm học mới, qua khảo sát của ban giám hiệu nhà trường và thông tin tư vấn của giáo viên về định hướng học tập và chọn nghề nghiệp trong tương lai, em Lê Thị Khánh Vân, học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Sơn Lôi đã lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ không tiếp tục thi vào trung học phổ thông mà đi học nghề tại trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp theo hình thức vừa học vừa làm, để phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình cũng như có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Em thấy là ở địa phương em có các anh chị học đại học xong khi tốt nghiệp thì ra trường rất khó kiếm việc làm. Khi tốt nghiệp em cũng muốn học trường nghề để có ra có một việc làm ổn định, giúp đỡ gia đình. Hoàn cảnh gia đình em cũng không được khá giả. Cũng được thầy cô hướng nghiệp để chọn trường thích hợp. Trước thực trạng tại địa phương, có nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học nhưng chưa xin được việc làm hoặc phải xin đi làm công nhân cho các doanh nghiệp với mức lương thấp của lao động phổ thông. Ông Tạ Xuân Mùa, trưởng thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên đã lựa chọn cho ba con của mình con đường học nghề sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở. Hai người con đầu của ông sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và đi học nghề hiện đã có công việc ổn định với thu nhập tốt ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Người con út của ông sau tốt nghiệp trung học cơ sở đã được gia đình cho theo học trường trung học xây dựng tại thị xã Phúc Yên. Tôi thấy khi phân luồng như thế này thì tôi thấy nó rất là phù hợp. Cái thứ nhất là với cái mức độ thu nhập kinh tế như chúng tôi và trong thôn làng đây cũng rất nhiều cho con có con đi học trường các trường cao đẳng, vừa học bổ túc văn hóa vừa học nghề thì tôi thấy phù hợp. Một là cái mức để mà đóng góp và cái thứ hai cái thời gian học của các cháu nó ngắn. Chúng tôi cũng thấy được là nếu như các cháu học đại học thì 5-7 năm sau như ra không xin được việc, mà cái vấn đề mà mức mà phải đóng góp cho cái phần đi học rất lớn. Thế với sức chúng tôi là nông thôn thì thấy là học phân luồng như này là rất phù hợp với chúng tôi. Mà nay mai các cháu học xong là lại xin được việc ngay. Để thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, vấn đề quan trọng nhất là ngành giáo dục đào tạo huyện Bình Xuyên đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của các bậc phụ huynh và các em học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với tương lai của các em, đồng thời giảm bớt chi phí của các gia đình cho việc học theo từng cấp học của học sinh. Mỗi trường một cách làm, nhưng mục tiêu cuối cùng của mỗi năm học là nâng tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở theo học các trường nghề. Tiêu biểu trong năm học 2013-2014 là các trường trung học cơ sở Hương Canh đạt 30%, trung học cơ sở Bá Hiến đạt trên 50%, trung học cơ sở Sơn Lôi 58,8% về tỷ lệ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Những cái năm đầu mà chúng tôi làm cách đây 3 năm, 4 năm về trước ấy, thì cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là về tâm lý phụ huynh ấy, người ta cũng muốn là quan điểm người ta là các cháu là quyền lợi các cháu học lớp 9 là các cháu muốn học đến lớp 10. Và về phía học sinh thế, người ta cũng muốn các em, nhiều em cũng mong muốn là học lên cao, nhưng mà nhà trường chúng tôi cũng phân tích các em là không phải là nên học cấp 3 là cái con đường các em học tiếp, mà các em học vào nghề, các em vẫn có thể là đi học liên thông, học cao đẳng hoặc là học đại học. Hay cái nữa là các em cũng hiểu được là đi học nghề là sẽ định hướng được luôn cái nghề của mình, được yêu thích và các em được học để sẽ là tốt hơn và tiết kiệm được thời gian, thì các em nó cũng sẽ dần dần hiểu ra và các em nó cũng thấy được là cái công việc của cái học nghề nó tốt. Nhận thức về công tác phân luồng đối với lại nhà trường từ cái quan điểm chỉ đạo của cấp trên thì đúng, nhà trường đã quán triệt tới giáo viên, tới phụ huynh học sinh và với các em học sinh về đặc điểm của huyện công nghiệp, của huyện Bình Xuyên là huyện công nghiệp. Trong cái tình trạng thực tế của những năm gần đây là đối với lại đất nước nói chung và huyện Bình Xuyên nói riêng là hiện tượng là thừa thầy và thiếu thợ. Hàng năm chúng tôi đã phân luồng đối với trường thị trấn cũng tương rất khó, nhưng chúng tôi đã phân luồng được có thể từ 21
cho tới 31% trong những năm gần đây. Đặc biệt những năm học vừa rồi chúng tôi đạt tới 30%. Và năm nay chúng tôi lại yêu cầu là chúng tôi phân luồng tới 34% đối học sinh trung học cơ sở. Tức là với 48 học sinh của chúng tôi sẽ đi phân luồng ngay trước khi thi trung học phổ thông. Làm tốt công tác phân luồng học sinh ngay tại các trường trung học cơ sở, huyện Bình Xuyên có nhiều thuận lợi khi có rất nhiều trường đào tạo nghề của Trung ương và của tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận, góp phần thu hút được học sinh sau trung học cơ sở đến học, trong đó tiêu biểu là trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp. Với 20 ngành nghề đào tạo thuộc các nhóm nghề cơ khí động lực, cơ khí chế tạo, cơ giới, điện, điện tử, công nghệ thông tin, kinh tế, sư phạm dạy nghề ở hai hệ trung cấp và cao đẳng nghề. Từ năm học 2012-2013 đến nay, nhà trường đã thu hút được gần 3.000 học sinh sinh viên theo học, trong đó có trên 2.400 học sinh sinh viên của tỉnh. Số học sinh sinh viên của huyện Bình Xuyên chiếm 65%. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí học nghề cho học sinh sinh viên của tỉnh theo nghị quyết 37/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ trên 11 tỷ đồng. Qua đó đã thu hút được đông đảo học sinh sinh viên theo học, góp phần thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh. Bên cạnh đó, hình thức liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo được nhà trường triển khai tích cực nhằm giúp học sinh tốt nghiệp tại trường có cơ hội tìm được việc làm. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh mà chuẩn bị tốt nghiệp trung học cơ sở. Đấy, các em học sinh lớp 9 ấy, thì chúng tôi có cái đơn vị là trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm. Đấy, cán bộ của trung tâm đến từng các cái trường trung học cơ sở để trực tiếp gặp các em, tuyên truyền, định hướng, tư vấn cho các em về nghề. Hơn nữa là chúng tôi còn đón các em, thậm chí cả phụ huynh của các em đến trường, tham quan nhà trường, giới thiệu, tư vấn cho các em tại trường về những cái nghề nghiệp, về những cái việc làm mà các em có thể đạt được khi tham gia theo học ở nhà trường, cùng với giới thiệu cho các em cả những cái gương mà các em ở những cái khóa trước đã học tập và đã có cái kết quả tốt, kể cả công việc làm và thăng tiến trong sự nghiệp. Thống kê của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình Xuyên cho thấy, nhờ làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề năm sau cao hơn năm trước. Từ năm học 2012-2013 đến nay, toàn huyện có 1.334 trên 4.600 học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề, đạt tỷ lệ 29%. Trong đó, trường cao đẳng nghề cơ khí tiếp nhận đào tạo trên 95%. Hàng năm thì cứ từ sau khai giảng, đầu tháng 9 là chúng tôi đều tổ chức họp chuyên môn, chuyên ngành của 3 bậc học, cán bộ quản lý từng bậc học một với các chuyên đề để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó mảng phân luồng sinh trong cơ sở cũng rất quan trọng. Ở dưới nhà trường thì được các thầy cũng làm vào cuộc rất quyết liệt. Hàng năm vào tháng 5 hàng năm thì nhà trường căn cứ vào cái kết quả khảo sát chất lượng đại trà của phòng giáo dục một năm 2 lần vào giữa học kỳ 1 và giữa học kỳ 2 khảo chất lượng đại trà, kết hợp với khảo sát của các nhà trường thì hàng tháng đều khảo sát chất lượng học sinh, kết hợp với kết quả học lực học kỳ 1 của các em, học kỳ 2 và cả năm, thì căn cứ vào những cái kết quả đó thì nhà trường có tư vấn với học sinh và phụ huynh bằng các hội nghị của cuối năm. Từ kết quả đó thì tư vấn để các em nào không có khả năng học nữa thì phân luồng. Và thực tế đấy thì đã thuyết phục được phụ huynh rất nhiều. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức vào tháng 9 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Quốc Hùng, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cho rằng tình trạng thừa lao động thiếu việc làm đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, đã ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội cũng như lãng phí nguồn nhân lực của tỉnh, thể hiện bằng con số trên 1 vạn học sinh sinh viên của tỉnh đã tốt nghiệp qua đào tạo nhưng chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao kết quả phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của huyện Bình Xuyên và nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo cho năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo là quyết liệt thực hiện công tác phân luồng học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ những kinh nghiệm của huyện Bình Xuyên về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở cũng là bài học để các địa phương khác học tập và làm theo, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết 37/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về giải quyết vấn đề lao động việc làm và đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.